Dạ, con chào ba ạ. Ba chào con. Con đã chịu thiệt thòi nhiều rồi. Dạ, không sao đâu ạ. Con tin đây chỉ là những thử thách mà ông trời muốn con vượt qua thôi. Con mời ba. Tưởng San này, hay là con sang nhà bác ở luôn đi. Bác thương con mồ côi nên muốn con cảm nhận được hơi ấm của gia đình. Dạ, nhưng mà con... Không sao đâu, nhà bác cũng có một đứa con trai trạc tuổi con ý. Bác tin là hai đứa sẽ thân thiết với nhau thôi. Hay là con sang đây giúp đỡ cho thằng con trai bác. Nó vừa mới thay tim xong nên cũng cần có người ở bên cạnh để chăm sóc. Dạ vâng ạ. Con gái ngoan. Con cảm ơn bác. Mình nghe nói là hôm nay thiếu gia Minh Long sẽ về. Như thế là mình sẽ là người hầu phục vụ cho anh ấy rồi. Ai ở trong này mà bật nhạc ở Mỹ thế này? Đợi tôi một tí ạ. Chào anh, có chuyện gì thế ạ? Cô là ai đấy? Sao cô lại ở trong nhà tôi? Lại còn có cả phòng riêng nữa? À, dạ, cái này là do bác Phương sắp xếp ạ. Tại vì trước đây bố của tôi đã hiến tim cho con trai của bác ấy, nên là bây giờ bác ấy đã mời tôi về đây làm giúp việc ạ. À, thì ra là vậy. Dù sao thì cũng phải cảm ơn bố cô. Bởi vì người nhận tim ấy chính là tôi. Nhờ có bố của cô mà ngày hôm nay tôi mới được sống như vậy đấy. Dạ, không có gì đâu ạ. Một trái tim cho đi, một cuộc đời nhận lại. Anh hãy cứ giữ nó thật là tốt, đừng có làm tổn thương nó là được. Mà cô ở phòng riêng rồi ấy, thì cố gắng mở nhạc bé một chút. Tôi vừa từ bệnh viện về nên cơ thể hơi mệt. À, dạ, tôi xin lỗi anh, tại vì vừa nãy tôi đang bận thay đồ. Mà bây giờ cô có bận gì không? À, dạ không, bây giờ thì tôi rảnh rồi. Với cả bác Phương cũng dặn tôi là tôi phải dành nhiều thời gian để mà chăm sóc cũng như là lo cho anh. Nên là nếu mà anh cần gì thì anh cứ gọi tôi nhá, tôi ở ngay phòng bên cạnh thôi. Tính tôi thì ở sạch sẽ, không gian thoáng đã quen rồi. Phòng của tôi là phòng riêng, không ai được phép vào khi tôi không có ở đây. Nếu như cô đang không bận gì, cô thể giúp tôi dọn qua cái phòng được không? À, dạ. Tôi biết là cô đang không thoải mái bởi vì bị tôi soi xét. Nhưng tôi phải đảm bảo rằng công việc của cô phải hoàn thành nghiêm túc. À, dạ, cái này thì anh cứ an tâm ạ. Tại vì tôi làm việc thì cũng tận tâm lắm, nên là anh không cần phải lo đâu. Cô lo cả ở dưới kìa. Ở dưới chưa lo. Làm gì mà qua loa thế. Đây, cả đây nữa này. Bụi quá. Đấy, tôi cảm thấy trên cao nữa. Cho chờ tôi mở nhạc to là mất giấc ngủ của tôi. Đi lâu thế này vẫn là nhẹ nhàng lắm. Này, cô vừa sặc sỡ tôi đấy à, hả? À, dạ đâu có đâu, tại vì anh bảo tôi lâu cao quá nên là tôi trượt chân thôi. Cô con danh này, à, mày dám quyến rũ chồng sắp cưới của tao à, hả? Đau quá, bỏ tôi ra. Cô đang làm gì đấy hả? Cứ hơi tí động tay động chân người của tôi là sao? Người của anh? Cô ta là người của anh, còn em là vợ sắp cưới của anh đấy. Tôi xin lỗi, tôi sẽ đi ngay đây ạ. Cô định đi đâu? Chẳng nhẽ cô để cho cô ấy hành hạ cô như vậy à, hả? Dù sao tôi cũng chỉ là người giúp việc thôi mà. Người giúp việc thì làm sao? Nghề nào mà chẳng là nghề, nghề nào mà chẳng phải được đối xử công bằng với nhau. Tôi nói cho cô biết, cô làm như vậy hơi quá đáng rồi đấy.
Thôi, dù sao thì tí nữa tôi cũng có việc phải đi rồi. Tôi xin phép, tôi ra ngoài trước đây ạ. Tường San. Anh Long. Cô đến đây làm gì? Em nghe nói là anh mới ra viện, nên là em tới thăm anh thôi mà. Từ nay về sau ấy, không cần cô tới thăm nữa đâu. Mà tôi nhắc cho cô nhớ, giữa tôi với cô không phải hôn phu của nhau. Đừng có đi ra ngoài rồi nói linh tinh với người khác như vậy. Tôi vào được chứ? Dạ vâng, cô cứ tự nhiên ạ. Sao phòng cô lại được ở cạnh phòng anh Long? Cái này là do bà chủ sắp xếp ạ. Mẹ anh ấy quý cô như vậy à? Lý do là gì? Nói ngay. Thật ra là lúc trước khi mà bố tôi mất, tôi đã hiến tim cho anh Long. Nên chắc cũng vì lẽ đấy mà bác Phương lại yêu ái tôi hơn. Mà thôi, bây giờ tôi cũng đang có một chút việc, tôi xin phép đi trước đây ạ. Tôi chưa nói xong mà cô đã đi đâu? Cô không tôn trọng tôi đấy à? Dạ không có ạ. Chẳng qua là bây giờ tôi đang có một buổi phỏng vấn gấp. Chắc là tôi xin phép đi trước ạ. Đừng có mà mơ. Chị. Chị ơi, có ai không mở cửa giúp tôi với? Có ai không ạ? Như thế liệu có ổn không nhở? Nhớ anh Long phát hiện. Tôi nghĩ lại rồi. Cô đi quét sân cho tôi. Cái gì cơ? Bây giờ ấy ạ? Không làm xong ấy thì đừng có trách. Cô đừng quên, tôi là vợ sắp cưới của anh Long, chủ nhân của căn nhà này đấy. Chị. Đêm nay Bắc Bộ sẽ chịu tác động của không khí lạnh tăng cường, có xu hướng lệch đông nên trời sẽ chuyển nhiều mây hơn. Hiện tượng mưa nhỏ và mưa phùn kèm theo sương mù sẽ xuất hiện từ 10 giờ tối. Ai lại đang quét sân vào giờ này nhỉ? Tường San, sao thế này? Chết, sao người lại nóng thế? San ơi. Trời ạ, bên ngoài trời thì mưa gió, có thiếu gì người làm đâu, mà việc gì cũng phải ra ngoài đấy kết sân làm cái gì? Cho chừa đi, lần sau á, đừng bao giờ làm mấy cái điều dại dột đấy nhá, nghe chưa? Nước. Nước. Được rồi, chờ tôi một lát nhá. Thiếu gia. Thiếu gia. May quá, cô đỡ sốt rồi. Sao tôi lại bị ốm như thế này ạ? Đấy, tự nhiên đêm hôm cô ra dưới nhà quét sân làm gì? Tôi yêu cầu cô làm thế đâu. Là cô Linh bảo tôi làm như thế ạ. Vì tương lai dù sao cô Linh cũng sẽ là vợ của thiếu gia. Cô đang nói gì đấy? Tôi độc thân đàng hoàng, vợ còn đâu ra?
Dạ. Đấy là do Bảo Linh tự nhận thế thôi, cô đừng có mà hiểu lầm. Dạ vâng ạ. Cô nghe tôi nói này, cô là người giúp việc duy nhất của tôi, thế cho nên ấy, việc cô cần làm đấy chính là nghe lời của tôi thôi là đủ, không cần nghe lời của ai khác, cô nghe rõ chưa? Dạ vâng ạ. Dạ thưa thiếu gia, đây là điện thoại cô Bảo Linh bảo trả lại cho Tường San ạ. Cảm ơn cô. Cô ra ngoài đi. Vâng. Ai gọi thế ạ? Để tôi nghe máy. Cả ngày hôm qua cô làm cái gì mà không đến phỏng vấn? Tôi nể mặt cô xin xỏ bao nhiêu lần nên mới đồng ý. Cuối cùng cô lại chơi tôi à? Dạ tôi xin lỗi anh, tại vì hôm qua tôi bị ốm ạ. Thôi được rồi, tối nay tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, đến địa điểm tôi gửi lúc 9 giờ. Dạ vâng ạ, cảm ơn giám đốc. Mà địa chỉ tuần trước cô gửi trên hồ sơ xin việc có đúng là nhà cô không? Dạ đúng ạ. Tôi gửi tặng cô một món đồ, tối nay cô biết phải làm gì rồi đấy. Cô đi làm chỗ khác nữa đây à? Dạ vâng ạ, việc này tôi có nói qua với bà chủ rồi, nhưng mà nếu mà anh không thích... Không sao đâu, cô đi làm thêm cũng được. Dù sao thì tôi cũng là người lớn rồi, có phải lúc nào cũng cần người chăm sóc 24/7 đâu. Dạ, có shipper gửi hàng cho cô Tường San ạ. Cảm ơn cô nhé, cô ra ngoài đi. Cái này chắc là của người giám đốc đấy, để tôi xem thử ạ. Cái này... Cô vứt ngay đi cho tôi. Cô cho tôi mượn điện thoại một lát. Cái đồ thần kinh kia, anh thử nghĩ mà xem, anh đưa cái váy này cho em gái của anh ấy mặc ra đường xem có chấp nhận được không hả? Mày là thằng nào? Anh không đủ tư cách để biết tên của tôi, nghe rõ chưa? Cô ấy vứt cái váy này đi, tạm thời hôm nay cô nghỉ ngơi thêm đi. Mấy chỗ làm việc như vậy đừng dính vào, kẻo thiệt thân đấy. Dạ vâng ạ. Thôi cô ngủ thêm đi, cho dù ngày hôm nay tôi không để cô đi phỏng vấn được, nhưng chắc chắn tôi sẽ tìm cho cô một công việc khác ổn hơn. Dạ vâng, tôi cảm ơn anh. Ngày hôm nay cũng là do anh đã giúp đỡ tôi mà, tôi không phải vô ơn như thế đâu. Thôi được rồi, cô nghỉ ngơi thêm đi. Chỉ ngày hôm nay tôi cho phép cô thôi đấy nhá. Tường San, San ơi, tỉnh dậy đi, Tường San. Bố, con chờ bố. San. Không sao mà, có tôi ở đây rồi, em đừng lo. Biết đâu sau này, tôi và em lại có thể là người thân của nhau đây. Thật, thật như thế sao? Tôi không dám hứa trước điều gì, nhưng mà em yên tâm đi, tôi sẽ không để nơi này chịu thêm nhiều tổn thương nữa đâu. Tôi sẽ cố gắng làm cho em hạnh phúc nhất có thể. Một cô gái tốt như em xứng đáng gặp được điều tốt mà, phải không? Cái này là thật sao ạ? Anh giới thiệu cho tôi vào công ty FVM, công ty lớn nhất Việt Nam hiện nay á? Chỉ là tôi nói vài câu với bọn họ thôi, còn đâu là do năng lực cô hết á. Dạ vâng, tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Được có cơ hội vào đấy đã là tốt rồi, nhất định tôi sẽ cố gắng hết sức ạ. Tôi tin là nếu như cô cố gắng hết sức thì cô sẽ nhận lại những gì mà mình xứng đáng được nhận thôi. Dạ vâng, tôi cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội này nhá. Không có gì đâu, trong thời gian này cô hãy tập trung cho buổi phỏng vấn đi, việc nhà cứ tạm thời để đấy đi. Cảm ơn anh nhiều lắm.
Dạ vâng thưa chủ tịch. Nếu như mà cô ấy vượt qua tất cả các bài test của chúng ta thì chắc chắn SPM sẽ không bạc đãi cô ấy đâu ạ. Chào cô. Cô có phải là Tường San không? Cô tới đây để phỏng vấn à? Dạ vâng ạ, là tôi. Mời cô ngồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu phỏng vấn nhé. Bao giờ cô Tường San có thể đi làm thế ạ? Cô về rồi à? Buổi phỏng vấn hôm nay thế nào? Khó lắm. Thì cô... Đương nhiên là tôi có thể trả lời hết được tất cả những câu hỏi mà họ đặt ra rồi. Thật sự là cảm ơn anh nhiều lắm. Thế mà cô lại còn định dọa tôi cơ đấy. Cảm ơn anh đã giới thiệu cho tôi một chỗ làm tốt như thế này nhá. Thôi được rồi, cố gắng làm việc thật tốt nhá. Nhân một cái dịp mà đặc biệt như thế này đối với tôi, hay là để tôi đi vào bếp xong rồi chỗ tay nấu ăn cho anh nhá. Anh chờ tôi một lúc thôi, chắc là một tiếng là tôi sẽ nấu xong tất cả các món. Cô xong chưa? Có cần tôi giúp gì không? Ôi, thôi, anh ra ngoài đi, đừng có đứng ở trong này làm gì, dầu mỡ lắm. Không sao đâu, trước sau gì tôi chẳng phải làm cho quen. Chẳng phải bây giờ mẫu hình của đàn ông ấy là phải vừa biết làm việc nhà, vừa giỏi kiếm tiền, có đúng không? Ừ, anh nói đúng, nhưng mà mẫu người như thế chắc là cũng chẳng đến lượt tôi đâu. Sao lại đánh tôi? Anh ăn thử mấy món này đi, xem là có hợp khẩu vị với anh không. Dạ, để tôi thử. Anh thấy thế nào? Ngon lắm. Anh ăn từ từ thôi chứ. Tưởng sao? Trong đồ ăn này có gừng à? À, dạ vâng, tôi cho vào cho thơm ạ. Chết. Tôi bị dị ứng với gừng. Bây giờ đưa tôi đến bệnh viện nhanh lên. Này, anh Long đâu? Lúc nãy cô San nấu ăn xong rồi quên mất lại cho gừng vào trong thịt bò, thế là Thiếu Gia ăn xong bây giờ đi viện rồi. Cái gì? Cô ta không biết là anh Long bị dị ứng với gừng à? Tôi biết ngay mà, từ ngày đầu cô ta đến đây là tôi đã biết là cái nhà này sẽ không có chuyện gì tốt đẹp rồi. Tình hình của Thiếu Gia lúc nãy thì em thấy nó cũng không căng lắm nữa, chắc là Thiếu Gia cũng sắp về rồi đấy. Qua đã. Cô Linh có gì căn dặn ạ? Ui, như thế không được đâu ạ. Thiếu Gia mà biết tôi bỏ thuốc độc vào đồ ăn của Thiếu Gia thì... Cậu cứ làm đi. Sau hôm nay cậu nghỉ việc luôn, để xem có ai tìm ra cậu không. Trong này là 500 triệu, quyết định ra sao là ở cậu đấy. Khoan đã. Sao thế ạ? Không được đâu ạ. Làm giấu hồ sơ của bệnh nhân sẽ bị đi tù đấy ạ. Tôi không thể đâu ạ. Này, cô có biết tôi là tiểu thư nhà nào không mà cô dám từ chối tôi? Cô có tin là ngày mai cô mất việc luôn không? Tiền ở trong này, quyết định ra sao là ở cô.
Cậu ăn uống kiểu gì đấy? Tôi bị dị ứng với Hưng. Cái này thì tôi biết. Tôi xin lỗi. Cái này là do tôi ạ. Cậu xem cậu bị dị ứng hay là có người giở trò? Cái gì? Lúc này chỉ có mỗi tôi với Tường San nấu ăn với nhau. Làm sao mà có chuyện cô ấy giở trò với tôi được? Anh cứ bình tĩnh đã. Ra ngoài. Này, thế nào rồi? Họ có cãi nhau không? Dạ không ạ, thiếu gia rất tin tưởng cô gái đấy. Anh đỡ đau hơn chưa? Anh có cần tôi giúp gì không ạ? Tôi cũng đỡ đau hơn rồi. Bụng của con hơi đau một chút, nhưng mà tôi vừa uống thuốc, một lát nữa chắc sẽ khỏi thôi. Đây là lỗi của tôi đáng trách quá. Tôi là giúp việc ở trong nhà, thế mới lại không hiểu khẩu phần ăn của anh. Thật sự tôi xin lỗi anh nhiều lắm. Thay vì xin lỗi tôi, thì mấy ngày hôm sắp tới cô có thể ở đây chăm sóc tôi được không? Đấy là trách nhiệm của tôi mà. Là anh Hải gọi, đầu bếp của chúng ta. Tôi nghe đây. Nghe anh Long về, hãy bỏ thuốc này vào đồ uống của anh ấy. Cô Linh ơi, lần trước lúc mà cô bảo tôi bỏ thuốc độc vào đồ ăn của thiếu gia, lúc ấy tôi run lắm rồi, nên chắc lần này tôi không dám làm nữa đâu cô. Anh đã nhúng tay vào rồi, anh nghĩ là bây giờ anh thoát được à? Tôi đang nắm giữ điểm yếu của anh đấy. Anh không còn đường để lui đâu. Anh Long! Hôm nay ra viện đây là em đặc biệt đi đón anh đấy. Em đã cho người ở nhà chuẩn bị những món ngon mà anh thích rồi. Mình đi về đi. Tài xế riêng của tôi đâu? Tài xế của anh đã ở nhà chuẩn bị đồ rồi. Em đi đón anh cũng được chứ sao? Anh được lắm. Chào cô Linh. Chào thiếu gia. Ai đời giúp việc lại ngồi cạnh chủ nhân thế này? Đúng là chẳng ra cái thể thống gì cả. Tôi xin lỗi ạ. Anh không ăn sao? Cô nghĩ rằng tôi sẽ ăn cái đồ ăn mà cô bỏ thuốc kích dục à? Cô tưởng tôi ngu à? Anh... Cô nghĩ rằng người giúp việc của nhà tôi sẽ vì người ngoài mà làm những cái hành động đấy à? Mày... Mày lại phản bội tao đấy à? Thôi đi. Ngay từ cái hôm mà tôi bị dị ứng nhập viện ấy, Hải đây đã kể hết cho tôi rồi. Có trách ấy, chỉ trách cô ngu thôi. Cô Linh ạ. Mất công cô đã ăn diện rồi đấy. Hai đứa chúng mày. Tất cả những tội danh của cô, ngoài việc mua chuộc bác sĩ ra ấy,
cô còn định đổ tội hãm hại người khác cho Tường Sang. Những tội lỗi này của cô ấy, luật sư riêng của tôi sẽ đến nhà cô làm việc. Mình đi thôi, anh chỉ thích ăn đồ ăn em nấu thôi. Anh ơi, anh hãy nể tình gia đình chúng ta đã quen biết nhau lâu rồi, anh bỏ qua cho em lần này được không? Đi thôi. Anh Long, anh Long. Mời vào ạ. Đêm rồi mà em vẫn chưa ngủ à? Dạ, em đang gấp quần áo để tuần sau chuyển đi ạ. Em định đi đâu ạ? Em cảm ơn anh thời gian qua đã cưu mang cho em. Sau 2 tháng làm việc FVM, em đã tiết kiệm được một khoản kha khá. Nên là từ tuần sau em muốn chuyển ra ngoài để ở riêng ạ. Anh đi đây. Này, cái bộ phim hôm qua ấy, cậu đã xem hết chưa? Nội dung hay cực luôn đấy. Tớ xem rồi, cũng hay đấy. Mà hôm nay là phần kết hay sao đấy? Không biết là kết thúc sẽ như thế nào nhỉ? Anh làm gì đấy? Em chào chủ tịch ạ. Chủ tịch? Anh là chủ tịch á? Thực ra em được đi nữa cũng được không? Hả? San à, từ khi mà anh biết tin em đi, chỗ này của anh nó đau lắm. Thế cho nên đừng đi nữa nhá. Anh em đừng từ chối vội. Trước khi em từ chối, em hãy thử mở lòng mình ra, đón nhận xem tình cảm của anh. Anh tin rằng anh sẽ không làm cho em thất vọng nữa đâu. Thật ra là em cũng không biết là bản thân của mình đã thích anh từ lúc nào nữa. Cũng có thể bởi vì anh là người đàn ông duy nhất đã đối xử đặc biệt và tốt với em, nên là em đã thích anh từ lúc nào mà không biết rồi. Vậy em đồng ý làm bạn gái anh nhé. Anh hứa anh sẽ bù đắp lại tất cả những gì mà em đã thiếu thốn. Anh sẽ cố gắng biến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này.